4 cách vẽ cây thông mà ai cũng có thể làm được. Phần 2, cách đầu tiên vẽ một đường thẳng đi xuống, các phần nhánh và lá cây thì mình chấm chấm vài đường thôi. Cách thứ hai này là như kiểu cây kem đang tan chảy, sau đó tô màu và nhớ tô thêm phần bóng ở phía dưới để cho cây nhìn rõ nét hơn. Đó, chỉ cần như vậy thôi đó. Cách thứ ba này là không có gì hết, nhắm mắt vẽ thôi. Muốn ra hình gì thì ra. Mình vẽ thêm một đường bên phải nữa để tô phần bóng. Nói phần bóng như vậy thôi nhưng mà các bạn chỉ cần tô hai lớp là ok rồi. Cách thứ tư này chỉ cần nhắm mắt và vẽ được thôi. Mình vẽ một đường thẳng đi xuống rồi thêm 100+ cái đường gạch ngang nữa là ok rồi đó. Mỗi cây này là chưa tới 5 giây nữa là vẻ xong rồi. Nếu thấy hay thì hãy nhấn theo dõi để xem thêm nhiều clip hay hơn tụi mình nữa nha.